Rồi, mấy anh em mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó các bạn. Bây giờ bắt đầu là leo lên xe để mà đi xuống biển câu cá đây. Câu cá vào ban đêm rất là thú vị luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở dưới biển nha. Đem theo chôm chôm để trên đường để ăn đó các bạn. Rồi, chị mình cũng sẵn sàng luôn. Đem theo cà phê để thức đêm đó các bạn. Bạn ơi, trên đường mình đi xuống đó mình câu cá thì mình ghé cái chỗ này nè, chỗ này gọi là bất gì nè. Mua đá rất là rẻ luôn các bạn ơi, 20 pound á, đá có 99 cent thôi là gần 1 đồng là có 20 ngàn, 23 ngàn thôi đó. Còn bữa nha, mà mình mua á, chỗ các bạn bự chưa kìa. Bữa mình mua những cái chỗ tiệm cây xăng á các bạn, gas station á, mình mua có 10 pound à, mà gần 3 đồng luôn, 60 ngàn, 60 ngàn, mắc ơi là mắc luôn. Còn bây giờ mua rẻ. Bây giờ mình tấp vô cái chỗ này, mình sẽ mua bánh mì à, rồi sau đó mua đá nữa. Đi vô những cái chỗ này các bạn, mình phải đeo khẩu trang nha. Tại vì mùa này đang dịch á, mà mình không đeo khẩu trang á là bị phạt đó các bạn ơi. Đây, chỗ này để mình mua bánh mì đây. Barbecue. Em barbecue này anh. Pork barbecue. Turkey đó, turkey. Turkey. Rồi lấy cho biết cái turkey đi. Em ăn turkey luôn. Rồi bây giờ mình ra mình tính tiền với lại lấy thêm bao đá nữa các bạn. Bánh này giống Việt Nam không các bạn? Nó giống như bánh cốm vậy đó, nhưng mà bảo đảm là không ngon bằng Việt nó Nam mềm, ở đâu. Cái này không giờ, nó mềm. Sẽ không ngon bằng Việt Nam mình. Còn cái này là hột điều nè các bạn. Hột điều 2 đồng 18. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi xuống câu cá đây. Bây giờ ra lấy bịch đá nữa. Đá tự động ra lấy. Ồ. Nó để đá sẵn ở ngoài tiệm như đó các bạn. Hồi nãy mình trả tiền trước rồi, bây giờ mình chỉ ra mình lấy bịch đá thôi. Ngợn luôn á, 99 cent rẻ quá. Rồi, bây giờ mình đi thôi. Bây giờ mình phải mua vé vô cổng này các bạn ơi. Hello. Hello. You know we close at 10:30, right? What? We close at 10:30. We didn't know that. Friday, Saturday, 24 hours. Oh. Mình không biết rằng 10 giờ rưỡi nó phải đóng cửa rồi, cho nên bây giờ mình chỉ có được gần được 1 tiếng đồng hồ để mà câu cá thôi. Ôi ơi, tiếc quá à. I'm gonna charge you for just two people, even though everyone's supposed to have a van. Okay. She's gonna go around at 10:15 and start asking people to go. Okay, 10:15. Okay. All right, so for two it's 24, two in the car. Okay. 24 đồng các bạn ơi. Là 500 ngàn Việt Nam mình, là tiền vé vào cổng để mà mình đậu xe, với lại tính cái đầu người mà mình câu cá đó các bạn. Ở đây chỉ có mình với anh mình câu thôi. 15 nó ra nó kêu vô. Yeah, thank you. Em ở công viên nè. Cũng đâu đến nỗi mà tối thui. Ở đây cũng mát ghê, cũng sáng sủa nữa. Vậy mà lúc nãy cái đường vô đó các bạn nó vắng teo y như ở Việt Nam luôn, có con đường giống mình đi về quyền quê vậy đó. Hồi nãy ăn đi mua cái sandwich nè, bây giờ cái này là turkey, là thịt gà tây đó. Bánh mì turkey sandwich. 5.99 các bạn. 5.99 là 60 đô, à 6 5.99 là 6 đồng, 6 đồng là 100 120 gần 150 đó. Gần 150. 150 của tiền Việt Nam mình á. Bây giờ ăn đi, lấy sức xong rồi mình câu cá còn ngon tiếp một hồi. Cũng ngon các bạn. Ở đây mát quá, tại cái dấu biển đó các bạn, mát lắm.
tối nay. Các bạn ơi, người ta đi về hết trơn rồi mà bây giờ mấy anh em mình mới tới. Ráng câu một con, 10 con cũng được. Trời ơi mát quá các bạn ơi. Ông Duyên nằm vườn quá rồi, bây giờ lâu lắm rồi ổng mới đi, bị lụng nghề rồi. Quên đường đi luôn. Hồi nãy giờ mà chở hai chị em mình đi mà bị lạc đường 3-4 lần rồi đó các bạn. Con mang về nữa. Mà có gần được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi. Anh mình bắt được con cá rồi. Cameraman lại đây chị nè, quay cho mọi người các bạn cùng xem nè. Wow. Anh ấy đã bắt được con cá. Đồ giả nha các bạn, mùi giả đó mà nó vẫn ăn lông gà đó các bạn. Trời, mình tưởng không có mùi thiệt, nó không ăn mà nó cũng ăn luôn nè. Yeah, vậy là còn vậy thì anh làm cho em ăn với, em quăng với. Wow, mùi giả mà cũng dính được cá nữa các bạn, quá đã. Đó là ăn cái lông gà đó. Cá này là cá đù nha các bạn. Cá này mình làm cá khô đù của các bạn. Vậy là cái lông gà này nó có ít ghê các bạn ơi. Chắc kiểu này về mình nhổ chuỗi lông gà để dành để câu cá. Cá rất là nhiều.
rớt rồi. Cá này, nó phía cá cá này. Đây, đây nè. Họ đã phía sụn dính được nữa chưa? Chào anh nhỏ nha. Đó. Hai con. Hy vọng kiếm được chục con về cho cô bạn của tôi. Chiên. Các bạn ơi, các bạn ơi, mình đã câu được một con rồi. Trời ơi, nãy giờ hơn một gần 1 tiếng đồng hồ mới câu được con, nó các bạn ơi. Đã quá, đã quá. Nhưng mà bây giờ cái này là con cá, này con cá giả nè, mình câu được, còn lấy cái lông gà mình câu không có được. Vậy được một con, bây giờ biết mở sao này. Trời ơi, ê mà đừng cắn tao nghe cá ơi. Mình chưa bao giờ gỡ con cá nữa trơn các bạn ơi, mình chỉ biết câu thôi à. Bây giờ biết gỡ sao ta? Cầm như vậy bật lại câu xuống đó. Anh mình con cá nhỏ xíu à. Ê con cá này cái gì nè? Catfish. Oh, catfish. Oh, catfish. Con cá giống như con cá bông lâu các bạn, nhỏ xíu mà dễ thương quá. Bị tụng con rồi. Ôi trời bự á. Ê con này bự quá các bạn, nặng quá kéo không nổi. Trời ơi con này bự quá. Trời ơi con này bự quá nè. Anh mình cũng được con nữa. Trời ơi con này bự quá. Ôi con này bự quá nè anh. Các bạn ơi hai anh em mình đã thành công rồi đêm nay. Ráng câu hai con đi về đi các bạn. Cũng ăn trưa ngày mai rồi phải không? Cái này trưa mai có cái đồ khô xả. Em kéo mà em nặng tay dễ sợ luôn á. Được chọn. Được chắc chắn. Nó kéo cần câu mà mình kéo không nổi luôn á, nặng trời ơi nó dễ sợ luôn á. Xin câu được 2 chục. Ê, ê. Anh mình nớt được rồi, anh đã mới mới. Các bạn thấy không? Để cần câu lên nha. Đó, anh bắt được rồi kìa. Em wow. Anh mình đã bắt được câu nữa rồi nè. Ê, anh mình giỏi quá, chuyên nghiệp quá. Nhỏ quá, không đủ size. Cái này cái gì anh? Cái gì? À, cá này không đủ size bạn ơi, nó không phải là cá đù. 10 inch à. Thả lại các bạn. Không có đủ cái kích thước đó các bạn, cho nên anh phải thả lại. Đây là cái bảng cá để mà mình cái đù này không cái có. Size của con cá để mình bắt được các bạn. Đó. Cái con spectral mình nãy mình thả nè, 15 inch nè. Mà nãy chắc còn nhỏ nè. Nãy có 12 à. Còn cá của mình đâu?
Cá mình không có trong này tại vì không cấm đâu. Cá của mình là không có nằm trong cái bảng này cho nên là mình có thể được bắt con nào cũng được. Bây giờ mình đi về thôi, mình câu được mấy 20 con nè. Thì video của mình đã đến.